Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một tác phẩm mới, đó là Ảnh hưởng thần học Do Thái và Kitô giáo trong niềm tin đạo Hồi. Trong lịch sử văn hóa Tây phương, Abraham là người đầu tiên đưa ra chủ thuyết chỉ tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất vào khoảng năm 2000 trước Công nguyên. Do đó, Abraham được coi là ông tổ chung của các đạo độc thần, tức là các đạo Thiên Chúa. Năm 1250 trước Công nguyên, Mycen canh cãi lại đạo của Abraham với sách Torah Law để thành lập ra đạo Do Thái như hiện nay. Đạo này còn được gọi là đạo Mycen để phân biệt với đạo Do Thái cũ của Abraham. Đầu thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, Giêsu sinh ra và lớn lên trong lòng đạo Do Thái, đã có những tư tưởng cải cách tôn giáo và xã hội. Sau 3 năm rao giảng chủ thuyết của mình, Giêsu đã bị đế quốc La Mã giết chết vào năm 30 sau Công nguyên. 40 năm sau khi Giêsu chết, một số người ở Hy Lạp viết sách kể chuyện cuộc đời và thuật lại những lời nói của Giêsu. Những sách này được gọi là sách Tin Mừng, tiếng Hy Lạp gọi là Gospel, người Tàu dịch là Phúc Âm. Các sách Phúc Âm đã biến Giêsu thành Thiên Chúa của đạo Kitô. Đầu thế kỷ thứ bảy, một thương gia tên Muhammad tại thành phố Mecca thuộc xứ Arabia đã bỏ ra 23 năm ròng rã để viết sách Koran, thuật lại những điều Thiên Chúa phán dạy qua trung gian là thiên thần Gabriel. Muhammad không nhận mình là tác giả của kinh Koran mà chỉ là người thuật lại mà thôi. Kinh Torah trở thành đại diện cho bộ kinh thánh cựu ước của đạo Do Thái, các sách Phúc Âm là nòng cốt của đạo Kitô, kinh Koran là căn bản của đạo Hồi. Muhammad đã xác định trong kinh Koran, đạo Hồi là đạo thờ một Thiên Chúa duy nhất. Kinh Koran được Thiên Chúa soi sáng để xác nhận lại những điều Chúa đã mặc khải trong kinh Torah, cựu ước Do Thái. Và trong sách Phúc Âm, sách Tân Ước của đạo Kitô, trong Koran nói rõ điều đó. Chúa đã mặc khải cho con là Muhammad cuốn thánh kinh của chân lý để xác nhận những điều đã được mặc khải trước đó như đã mặc khải trong kinh Torah. Xin mở ngoặc chút xíu chỗ này. Kinh Koran và Torah là hai quyển kinh khác nhau. Kinh Koran là của đạo Hồi, còn kinh Torah là của Do Thái, cựu ước của Do Thái nha các bạn. Các bạn để ý. Và trong Phúc Âm như vậy, chính giáo chủ Muhammad đã xác định đạo Hồi là đạo thứ ba trong hệ thống tôn giáo độc thần của Abraham, sau đạo Do Thái là đạo Kitô. Tuy nhiên, theo quan điểm của đạo Hồi, hai đạo Do Thái và Kitô có trước từ lâu, nhưng các tín đồ Do Thái cũng như các tín đồ Kitô đều đã đi sai đường với những giáo lý lầm lạc. Ông kêu gọi các tín đồ Hồi giáo đừng kết bạn với những người đó để khỏi bị lầm lạc như họ. Hỡi các tín đồ Hồi giáo, đừng kết bạn với những các tín đồ Do Thái và Kitô giáo. Thiên Chúa không dẫn đường cho những kẻ lầm lạc ấy. Vì hai đạo thờ Chúa là đạo Do Thái và đạo Kitô đã bị các giới tu sĩ làm cho sai lạc rất nhiều, nhất là đạo Kitô đã biến thành tà đạo đa thần, thờ Thiên Chúa ba ngôi và tôn thờ ảnh tượng như những kẻ ngoại đạo. Họ đã làm mất đi ý nghĩa quan trọng của đạo Thiên Chúa là chỉ thờ một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Chính vì vậy, Thiên Chúa đã lập đạo Islam là một đạo độc thần đúng nghĩa. Koran ghi lời Chúa phán: hôm nay
ta đã hoàn thiện một tôn giáo và chọn cho tôn giáo đó tên là Islam. Đọc qua các kinh sách của Đạo Hồi cũng như các sách sử trong 14 thế kỷ tồn tại của tôn giáo này, chúng ta nhận thấy một thái độ rất rõ rệt của người Hồi giáo là một mặt họ rất nghi kỵ và thù nghịch với các tín đồ Do Thái và Kitô giáo, nhưng đồng thời họ lại rất tôn kính các vị giáo chủ như Maisen, Giêsu và các vị tiên tri của các sách thánh kinh Cựu Ước và Tân Ước. Họ tôn kính gọi tất cả các vị nói trên là thiên sứ, tiếng Ả Rập là Nabi. Đối với Hồi giáo, chỉ có sự sai lầm trong các tín đồ Do Thái giáo và Kitô giáo mà thôi. Trái lại, các thiên sứ của đạo Do Thái và đạo Kitô đều không sai lầm. Chính vì vậy, những điều mà Thiên Chúa đã mặc khải cho các vị thiên sứ của hai đạo nói trên đều là những điều tốt cốt yếu của đức tin Hồi giáo. Điều này được Kinh Quran xác nhận rõ ràng như sau: đức tin của chúng ta là đức tin của Abraham. Chúng ta tin Thiên Chúa và những điều Chúa đã phán truyền cho tổ phụ Abraham, Ismael, Isaac, Jacob và con cháu của Ngài. Chúng ta tin những điều Thiên Chúa đã xác minh với Maisen và Giêsu. Các sách viết về giáo lý Hồi giáo điều đồng nhất tóm lược tất cả các tín điều căn bản thành 6 điều chính yếu, được gọi là 6 trụ cột của đức tin. Thứ nhất, tin có một Thiên Chúa duy nhất. 2. Tin có các thiên thần và ma quỷ. 3. Tin các sách mặc khải. 4. Tin các vị thiên sứ. 5. Tin có ngày tận thế, xác kẻ chết sống lại, mọi người sẽ được Thiên Chúa xét xử trong ngày phán xét cuối cùng. 6. Mọi việc do Thiên Chúa tiền định, nhưng mọi người đều có ý chí tự do. Tín điều 1. Tin có một Thiên Chúa duy nhất. Đặc điểm đặc biệt trong quan niệm về Thiên Chúa của Đạo Hồi là luôn luôn nhấn mạnh đến đặc tính duy nhất tuyệt đối của Thiên Chúa. Đạo Hồi hoàn toàn phủ nhận các huyền thoại về con của Thiên Chúa hoặc ngôi hai Thiên Chúa xuống thế gian làm người. Kinh Quran ghi như sau: Thiên Chúa không chọn ai làm con và không chọn một đồng sự nào trong thẩm quyền tuyệt đối của Ngài. Căn cứ vào Kinh Quran, giáo lý của giáo phái Sunni đã giảng rộng thêm như sau: Thiên Chúa là một, không có một ai tương đương với Ngài. Thiên Chúa không có khởi đầu và không có kết thúc. Ngài là thường hằng vĩnh cửu. Ngài vừa là Alpha vừa là Omega, chữ đầu và chữ cuối trong mẫu từ Hy Lạp. Ngài vừa ẩn vừa hiện, Ngài có thật và muôn đời. Đạo Hồi phủ nhận con người là hình ảnh của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là đấng vô hình, không có thân thể. Ngài chẳng bao giờ xuống thế làm người, và vì là vô hình nên chẳng có ai ngồi ở bên tả hay bên hữu của Ngài. Thiên Chúa là đấng chỉ có một ngôi duy nhất, không bao giờ có ba ngôi. Ngài không sinh Chúa con và cũng không do ai sinh ra. Chẳng một ai giống Thiên Chúa cả. Đạo Hội quan niệm Thiên Chúa là đấng tạo hóa đã sáng tạo vũ trụ theo đúng quan điểm của đạo Do Thái và Kitô trong sách Sáng Thế Ký. Kinh Quran nhắc lại những điều đó như sau: Thiên Chúa dựng nên bầu trời và mặt đất trong 6 ngày, và rồi Ngài ngự trên ngai vàng của Ngài. Ngài kéo màn đêm phủ lên ban ngày, và ngày đêm cứ nối tiếp nhau không ngừng. Sau đó Ngài dựng lên mặt trời, mặt trăng và những vì sao. Đạo Hồi cũng như đạo Do Thái và đạo Kitô đều tin tưởng Thiên Chúa đã tạo dựng nên tổ tiên của loài người là Adam và Eva từ một cục đất sét. Ta đã dựng nên con người từ đất sét khô và ta thở vào đó tinh thần của ta. Trong Kinh Quran chương 2 và chương 20 thuật lại chuyện Adam và Eva ăn trái cấm giống như trong sách Sáng Thế Ký của đạo Do Thái.
Nhưng Hồi giáo cũng như Do Thái giáo đều không tin hành động ăn trái cấm của Adam và Eva cấu thành tội tổ tông. Đến nỗi của con của Chúa Trời phải đầu thai làm người và chịu chết trên thập giá để chuộc cái tội đó. Huyền thoại về tội tổ tông là sản phẩm tưởng tượng của tên đạo khùng Augustine 354-450 gốc Angeria. Tên đạo khùng Augustine được coi là kẻ lập ra đạo Kitô, đứng hàng thứ hai sau Phaolô. Tóm lại, ý niệm về Thiên Chúa của đạo Hồi hoàn toàn đồng nhất với ý niệm của đạo Do Thái. Cả hai đạo độc thần này kịch liệt chống lại ý niệm ba ngôi Thiên Chúa và lề thói tôn thờ ảnh tượng của đạo Kitô, Công giáo và Chính thống. Tín điều 2: tin có các thiên thần và ma quỷ. Niềm tin vào các thiên thần, nhất là các thiên thần hộ mạng, là niềm tin chung của các đạo Thiên Chúa. Theo các nhà nghiên cứu tôn giáo thì hiện nay có tới 70% dân Mỹ tin có thiên thần. Nói chung, người ta cho rằng thiên thần là những sinh vật linh thiêng có nhiệm vụ làm trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Vì vậy, thiên thần cũng được coi là thiên sứ. Ý niệm về thiên thần đã có từ trên 4.000 năm qua. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy tại thành phố U ở Babylon một phiến đá có khắc hình nổi một người đàn ông có hai cánh. Hình này được xác định thuộc niên đại 2.300 năm trước công nguyên. Tuy nhiên, ý niệm về thiên thần của Babylon đã không đi vào kinh thánh Do Thái. Các nhà tôn giáo học thường nghiên cứu về thiên thần cho rằng ý niệm thiên thần phát xuất từ Hỏa giáo Ba Tư. Hỏa giáo được sáng lập bởi một triết gia Ba Tư tên là John Rotter. Vào khoảng thế kỷ thứ 12 trước công nguyên, Hỏa giáo trở thành quốc giáo của đế quốc Ba Tư từ thế kỷ thứ 10 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Vào năm 579 trước công nguyên, đế quốc Ba Tư chiếm Babylon, tức Iraq ngày nay. Đến năm 539, Ba Tư chiếm Do Thái và cai trị vùng này nhiều thế kỷ. Do đó, đạo Do Thái đã thu thập các ý niệm về thiên thần của Hỏa giáo từ thời gian này. Các sách kinh thánh cựu ước của Do Thái có thời gian này đều không nói đến các thiên thần. Kitô giáo du nhập ý niệm thiên thần của Hỏa giáo Ba Tư qua sách kinh thánh cựu ước của đạo Do Thái. Tuy nhiên, Kitô giáo đã khai thác ý niệm thiên thần nhiều hơn đạo Do Thái. Đối với Kitô giáo, thiên thần Gabriel trở thành một thiên thần chuyên về việc đi thông báo các mệnh lệnh của Thiên Chúa. Chẳng hạn, Gabriel báo tin cho bà Maria về việc bà thụ thai để sinh ra Giêsu, hoặc báo tin cho Joseph phải trốn sang Ai Cập, vân vân. Thiên thần Mica được Công giáo La Mã khắc họa như một tên lính La Mã tay cầm cái giáo dài đâm vào đầu một con rắn mà ông ta đạp dưới chân. Dưới thời Ngô Đình Diệm làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, thiên thần Mica được Diệm chọn làm thánh tổ của binh chủng nhảy dù. Con rắn ở dưới chân của thiên thần Mica được giải thích là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản vô thần. Trong thực tế, binh chủng nhảy dù đã là lực lượng chủ yếu làm cho cuộc đảo chánh chống Diệm năm 1960 và lật đổ chế độ Diệm năm 1963. Con rắn dưới chân thiên thần Mica trong thực tế là biểu tượng của chính chế độ Công giáo Ngô Đình Diệm. Ý niệm về các thiên thần của Hỏa giáo Ba Tư truyền qua đạo Do Thái là đạo Kitô sang đạo Hồi. Trong đạo Hồi, thiên thần Gabriel trở thành một vị thiên sứ đặc biệt của Thiên Chúa Allah, truyền mọi mệnh lệnh và mọi điều mặc khải cho Muhammad ghi chép. Vì vậy, kinh Quran được gọi là thiên kinh, ghi chép lời Chúa. Nếu không tin có thiên thần thì kinh Quran sẽ bị mất hết giá trị và không thể có đạo Hồi. Tin tức đầu tiên mà Gabriel thông báo cho Muhammad biết là việc Thiên Chúa đã chọn ông làm tông đồ của Ngài. Này Muhammad, con đã được Thiên Chúa chọn làm tông đồ của Ngài, và ta là Gabriel. Ngoài hai vị thiên thần Gabriel và Mica rất nổi danh trong
Các đạo độc thần còn có một số thiên thần khác không được các đạo này đồng nhất tin theo. Thiên thần Raphael được Công giáo La Mã tin là vị thiên thần chuyên cứu nguy. Đạo Do Thái, đạo Hồi và đạo Tin Lành phủ nhận sự hiện hữu của thiên thần Raphael. Về thiên thần của sự chết, Kitô giáo tin rằng tên của Ngài là Andrew. Ngài rất đẹp và nhân từ, thường giúp người ta rút linh hồn trong bình an êm ái. Đạo Hồi gọi tên Ngài là Araziel. Ngài đón linh hồn của các tín đồ ngoan đạo về nước thiên đàng. Ngài hành hạ những kẻ không tin Chúa và vứt linh hồn của Chúa xuống hỏa ngục. Thiên thần Israfel. Cả hai đạo Kitô và đạo Hồi tin rằng đến ngày tận thế, tức là ngày phán xét cuối cùng, thiên thần Israfel đã thổi kèn trumpet để đánh thức tất cả mọi người chết sống dậy để tập trung lại thung lũng Kindon ở ngoại ô Jerusalem nghe Chúa phán xử lần chót và tính trung quyết. Quan niệm về quỷ, cả ba đạo độc thần đều đồng nhất trong quan niệm cho rằng quỷ là những thiên thần sa ngã nên bị Chúa phạt đầy xuống hỏa ngục. Kitô giáo học theo các sách Enoch trong bộ Kinh Thánh của Do Thái, một sản phẩm du nhập từ thần học của Hỏa giáo Ba Tư, cho rằng thiên thần Lucifer lãnh đạo một cuộc đảo chính trên thiên đàng để cướp ngôi của Thiên Chúa. Lucifer trở thành hiện thân của lòng kiêu ngạo, bị Chúa phạt thành quỷ có đuôi, có sừng và có tai giống tai dơi. Từ đó Lucifer mang tên là Satan. Người Hồi giáo gọi Satan là Satan hoặc Iblis, do phiên âm từ tiếng Hy Lạp là Diablos. Hồi giáo tin rằng Satan sẽ được Thiên Chúa tha tội trong ngày phán xét cuối cùng và được phục hồi tư cách thiên thần như xưa. Satan không phải là thủ lãnh của bầy quỷ cai quản hỏa ngục, mà chỉ là kẻ cai quản các kẻ ác trên thế gian. Thiên Chúa trao chức vụ thủ lãnh hỏa ngục cho thiên thần Malik, Koran 43:2.77. Ngoài niềm tin về thiên thần và quỷ, đạo Hồi còn có thêm một loại thần linh thứ ba là jin, số ít hoặc jinni, số nhiều. Kitô giáo không tin có loại thần linh này. Theo đạo Hồi thì jin là một loại thần linh thường biến thành người hoặc loài vật được Thiên Chúa cấu tạo nên từ lửa. Kinh Koran ghi rằng con người được tạo nên bằng đất sét, jin được chế tạo từ ngọn lửa. Koran 55:2.14-15. Quan niệm về jin xuất phát từ Babylon vào khoảng 3.000 năm trước công nguyên. Người Babylon gọi jin là cherubim. Đạo Do Thái du nhập cherubim vào sách Sáng Thế Ký là sách đầu tiên trong bộ Thánh Kinh của đạo Do Thái. Sách Sáng Thế Ký kể rằng sau khi Adam và Eva phạm tội ăn trái cấm liền bị Chúa đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Chúa sai các cherubim trú đóng ở phía đông vườn địa đàng để chặn lối dẫn đến cây của sự sống. Cũng cùng một nguồn gốc từ Thánh Kinh Cựu Ước, Kitô giáo bác bỏ cherubim nên không bao giờ nhắc tới chúng. Trong khi đó đạo Hồi chấp nhận niềm tin vào cherubim và gọi chúng bằng tiếng Ả Rập là jin. Tín điều 3. Tin các sách mặc khải. Kinh Thánh, Kinh Koran nói rất nhiều đến các sách mặc khải, nhưng Kinh Koran là sách mặc khải cao quý nhất và quan trọng nhất đối với đạo Hồi. Do vậy Koran được gọi là mẹ của tất cả các sách. Kinh Koran coi sách Cựu Ước của Do Thái cũng là một phần sách của mặc khải, nhưng các người không thấy những người Do Thái đã được Chúa ban cho một phần của sách mặc khải hay sao? Họ đã được bởi mời gọi với một sách mặc khải của Chúa. Bộ Kinh Thánh của đạo Do Thái có nhiều sách, nhưng chỉ có sách Torah, sách luật của Maisen là được Kinh Koran nhắc đến nhiều nhất. Sách Torah của đạo Do Thái, sách Phúc Âm của đạo Kitô và Kinh Koran đều được coi là các sách do Thiên Chúa mặc khải để dạy dỗ và hướng dẫn loài người. Koran ghi lời của thiên thần Gabriel
nói với Muhammad: Thiên Chúa đã mặc khải cho con sách thánh kinh của chân lý để xác nhận những điều đã được mặc khải trước đó, như Ngài đã mặc khải trong kinh Torah và trong phúc âm để hướng dẫn loài người, và bây giờ Ngài gửi cho con kinh Koran. Mặc dù Muhammad ca ngợi các sách mặc khải của đạo Do Thái và đạo Kitô, nhưng Muhammad biết rõ thái độ cố chấp hẹp hòi của các đạo Do Thái và Kitô, nên ông đã cảnh giác các tín đồ Hồi giáo như sau: Người Do Thái và Kitô không bao giờ hài lòng với các tín đồ Hồi giáo, ngoại trừ trường hợp các người theo đạo của họ. Các tín đồ Do Thái và Kitô đều độc quyền chân lý đối với họ. Chẳng ai có thể được vào thiên đàng ngoại trừ phải là tín đồ đạo Do Thái hay đạo Kitô. Những người của các sách thánh kinh, ông cảnh cáo họ đừng quá lộng hành trong tôn giáo của họ. Những người Do Thái và Kitô chửi bới nhau và giết hại nhau trong thời của Muhammad vào cuối thế kỷ thứ 6, đầu thế kỷ thứ 7. Do đó Muhammad viết trong kinh Quran: Người Do Thái chê người Kitô không theo điều tốt, người Kitô chê người Do Thái không theo điều tốt. Mặc dù họ đều đọc nhiều cùng một sách mặc khải, cho nên Thiên Chúa Allah sẽ xét xử những điều khác biệt của họ trong ngày phán xét cuối cùng. Muhammad thù ghét những người Kitô giáo vì họ là những kẻ thờ ảnh tượng. Tại chương 9 câu 5 của kinh Quran, Muhammad ra lệnh cho tín đồ giết hoặc bắt bỏ tù những kẻ thờ ảnh tượng. Khi các thánh thiên liên đã qua đi, các tín đồ hãy giết những kẻ thờ ảnh tượng ở bất cứ nơi nào gặp chúng hoặc bắt chúng làm tù binh. Về các sách mặc khải, kinh Quran nói rất nhiều đến sách Torah của Maisen, các thánh vịnh của David và sách phúc âm của đạo Kitô. Vậy tôi xin trình bày sơ lược về những sách này, tìm hiểu ảnh hưởng của chúng trong đạo Hồi như thế nào. 1. Torah. Nhiều sách kinh của Hồi giáo gọi là sách này là Taurat, theo nguyên âm của Ả Rập. Đây là sách mặc khải quan trọng nhất của đạo Do Thái. Về người Do Thái đồng hóa đạo Do Thái với luật Do Thái, hoặc người ta gọi đạo Do Thái là đạo của luật. Bộ luật này được Thiên Chúa mặc khải trên núi Sinai vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, tóm tắt lại thành kinh 10 điều răn. Đem phân tích luật Torah, 10 điều răn trở thành bộ luật của Pentateuch, gồm có 613 điều luật. Bộ luật này đã chi phối toàn bộ đời sống tinh thần, đời sống kinh tế xã hội của mọi người dân Do Thái trong nhiều ngàn năm qua. Có nhiều điều luật rất chi tiết, chẳng hạn như những điều luật về nghi lễ thờ kính Thiên Chúa. Khi đi lễ phải mang theo súc vật, giết súc vật lấy máu để rưới lên bàn thờ, và phải đọc sách mặc khải cho mọi người cùng nghe. Luật Torah của đạo Do Thái đã đi vào đạo Kitô với bài 10 điều răn, kinh 10 điều răn trong các sách kinh nguyện. Đạo Hồi không có kinh 10 điều răn như đạo Kitô, nhưng kinh Quran cũng liệt kê 10 điều tương tự. 1. Chỉ tôn thờ một Thiên Chúa. 2. Vinh danh và kính trọng cha mẹ. 3. Tôn trọng quyền của người khác. 4. Hãy bố thí rộng rãi cho người nghèo. 5. Tránh giết người ngoại trừ trường hợp cần thiết. 6. Cấm ngoại tình. 7. Hãy bảo vệ và chu cấp trẻ mồ côi. 8. Hãy cư xử công bằng với mọi người. 9. Hãy trong sạch trong tình cảm và tinh thần. 10. Hãy khiêm tốn. 2. Thánh vịnh David. Theo đạo Hồi thì thánh vịnh của David là do Thiên Chúa mặc khải. Sở dĩ David được đề cao trong đạo Do Thái vì lịch sử của dân tộc Do Thái coi David là một anh hùng và là một minh quân hàng đầu. David trở thành biểu tượng của một vị cứu tinh dân tộc. Cứ mỗi lần Do Thái gặp nguy khốn, dân Do Thái lại cầu xin Chúa ban cho họ một đấng cứu nguy. Dần dần tạo nên tâm lý của toàn dân Do Thái mong chờ một đấng cứu thế. Với ý nghĩa là một David mới. Cũng do vậy nên nảy sinh truyền thuyết cho rằng đấng cứu thế phải là người
thuộc dòng dõi vua David. Đạo Kitô tha khai thác triệt để truyền thuyết này nên đã tìm mọi cách chứng minh Giêsu thuộc dòng dõi của vua David và là Chúa cứu thế mà Do Thái mong đợi từ lâu. Đạo Hồi không quan tâm đến những điều nói trên mà chỉ quan tâm đến những lời ca ngợi Thiên Chúa đầy nhiệt tình của David mà thôi. Trong bài viết Chủ nghĩa khủng bố là đặc tính chung của các đạo Chúa, tôi đã trích dẫn nhiều câu trong Thánh Vịn David nên tôi xin miễn nhắc lại ở đây. 3. Phúc âm. Sách Phúc âm là một bộ sách viết về cuộc đời của Giêsu sau khi Giêsu đã chết trên 40 năm. Giêsu sinh trưởng tại Do Thái nhưng lại nói tiếng Aramaic là ngôn ngữ của xứ Syria. Các sách Phúc âm lại được viết bằng tiếng Hy Lạp căn cứ trên những lời đồn đại về Giêsu ở Jerusalem trên 40 năm trước. Chỉ bấy nhiêu sự kiện cũng đủ cho thấy các sách Phúc âm không có gì là chính xác. Đạo Do Thái hoàn toàn phủ nhận các sách Phúc âm của đạo Kitô. Trái với đạo Do Thái, đạo Hồi công nhận các sách Phúc âm là các sách mặc khải của Thiên Chúa và công nhận Giêsu là một sứ giả của Thiên Chúa, đứng hàng thứ hai sau Muhammad. Tuy vậy, quan điểm mà đạo Hồi về Phúc âm và Giêsu rất khác biệt với quan điểm của Kitô giáo. Tôi đã trình bày vấn đề này trong bài Giêsu dưới cái nhìn Do Thái và đạo Hồi. Vậy xin miễn nhắc lại ở đây. Tín điều 4. Tin các vị thiên sứ. Theo giáo lý của đạo Hồi thì từ tạo thiên lập địa đến nay, Thiên Chúa đã gửi đến xuống thế gian 25 sứ giả của Ngài để dạy dỗ loài người. Vị sứ giả đứng đầu tiên chính là Adam và tổ tiên của loài người, là vị sứ giả cuối cùng chính là Muhammad. Sau Muhammad không còn bất cứ một sứ giả nào khác, tất cả là người kế vị Muhammad được gọi là Caliph. Nhiều điều chỉ là kế vị với tư cách lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo mà thôi, chứ không ai có tư cách kế vị thiên sứ cả. Muhammad là thiên sứ bất khả kế nhiệm, là thiên sứ lớn hơn tất cả mọi thiên sứ khác. Đối với các tín đồ Hồi giáo, thiên sứ Muhammad chỉ là một người thường như mọi người, nhưng không có ai vượt qua Ngài để sự khôn ngoan và đạo đức. Trong 25 vị thiên sứ thì đạo Do Thái chiếm tới 18 vị, 3 vị thuộc Kitô giáo và 4 vị còn lại thuộc về Ả Rập. Trong phạm vi bài viết này, nếu kể hết tiểu sử của 25 vị thiên sứ thì bài này sẽ thành một quyển sách. Chúng tôi xin tóm lược tiểu sử một số quan trọng trong 3 tôn giáo độc thần mà thôi. Một số tiên tri của đạo Do Thái cũng là thiên sứ của đạo Hồi. Adam, đạo Hồi có một quan niệm về Adam khác với đạo Do Thái và đạo Kitô. Ngoài thiên chức là tổ tông của loài người, Adam còn là một vị thiên sứ đầu tiên của Chúa. Vì vậy, sau khi dựng nên Adam, Thiên Chúa đã ra lệnh cho các thiên thần phải cúi rạp mình để kính chào Adam và phải tuân lệnh của Adam. Theo đạo Hồi, Adam cao quý hơn các thiên thần. Thiên thần Iblis không chịu cúi chào Adam nên bị chú phạt thành quỷ Satan. Kinh Quran nói về Adam: khi Thiên Chúa Allah tạo nên Adam xong, Ngài thổi thần linh vào Adam. Xong Ngài ra lệnh cho các thiên thần phải cúi rạp mình để chào Adam. Tất cả thiên thần đều vâng lời Chúa. Chỉ một mình Iblis, Lucifer, không chịu vâng lời nên bị Chúa phạt thành quỷ từ đó cho đến ngày phán xét cuối cùng. Người Công giáo Việt Nam thường gọi ông già Noel, Noah, là cháu đời thứ 10 của Adam và Eva. Noah là người công chính trong thế hệ của ông nên Chúa cho ông biết tin trước về trang đại hồng thủy. Ông đóng một chiếc tàu lớn để chứa gia đình ông và mỗi lần mà thứ súc vật. Sau trang đại hồng thủy thì cả loài người đều chết hết, chỉ còn lại những người, những vật ở trên tàu mà thôi. Trận lụt kéo dài 7 ngày, khi nước rút thì tàu của Noah bị kẹt trên đỉnh núi
Ararat cao 5.168 mét ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Noah là một ngọn và mọi người giết súc vật làm lễ hy sinh để thờ lại Chúa. Chúa gửi thấy mùi thịt nướng sinh vật nên Ngài từ cõi trời nhìn xuống chúc phúc lành cho Noah và các con của ông sinh sản, con cháu đầy mặt đất. Noah sống đến 600 tuổi mới chết. Con út của ông tên là Sem, là tổ phụ các dân tộc Do Thái và Ả Rập. Sau này Do Thái và Ả Rập được gọi chung là giống người Semites, có nghĩa là con cháu của tổ phụ Sem. Mysen và Akron. Chuyện về hai nhân vật hàng đầu sáng lập đạo Do Thái hiện hành là Mysen và Akron được kể trong hai cuốn sách thuộc Cựu Ước là Xuất Hành và Dân Số Ký. Chương 34 sách Exodus kể rằng Chúa truyền cho Mysen mang hai tảng đá lên núi Sinai ở gần biển chết. Tại đây Chúa hiện ra và dùng ngón tay của Ngài viết lên hai phiến đá, mỗi phiến đá viết 5 điều răn, tổng cộng là 10 điều răn. Viết xong Ngài biến mất. Mysen trở lại trên núi, ở lại trên núi nhiều ngày để tạ ơn Chúa. Dân chúng Do Thái quy tụ dưới chân núi Sinai nhiều ngày để đón chờ Mysen mà không thấy Mysen xuống. Họ nghĩ rằng Mysen đã chết. Do đó dân chúng Do Thái đã tôn người anh hùng của Mysen là Akron lên ngôi vị lãnh đạo dân tộc Do Thái thay thế Mysen. Theo truyền thống lâu đời của dân Do Thái kể từ thời Abraham đến nay là 850 năm, dân chúng vẫn quen thờ thần El dưới hình tượng con bò vàng. Do vậy, Aaron ra hiệu thâu góm các nữ trang của dân chúng để đúc thành tượng một con bò to bằng thật để thờ. Sau khi đúc xong tượng bò vàng, dân Do Thái đã lập bàn thờ ở chân núi và đặt tượng bò lên bàn thờ. Xong dân chúng làm lễ cúng tới thần bò El và cùng nhau nhảy múa ca hát tưng bừng. Vừa lúc đó thì Mysen ở trên núi đi xuống thấy vậy bèn nổi giận và ông dùng hai phiến đá phá nát tượng thần bò El. Ông ra lệnh cho dân chúng không được tôn thờ ảnh tượng đó và đổi tên Thiên Chúa Elohim, số nhiều của El, thành Jehovah. Do chuyện trên, trong Cựu Ước Do Thái, Muhammad đã kết tội dân Do Thái là những kẻ thờ bò. Thay vì thờ Chúa, ông tôn trọng Mysen. Vì trong việc cấm thờ ảnh tượng và ông tin là Chúa đã cho Mysen thẩm quyền cai trị. Trong Kinh Cô-ran ghi như sau: những tín đồ của Kinh Thánh đã thờ bò thay vì thờ Thiên Chúa, mặc dầu Chúa đã tỏ cho họ thấy những dấu hiệu rõ ràng về Ngài. Nhưng Chúa đã tha thứ cho họ tội này vì đã ban cho Mysen thẩm quyền cai trị. Chương thứ tư sách Các Vua kể chuyện Elisha làm nhiều phép lạ như biến một cái bình không thành một bình đầy nước đầy dầu, hoặc biến mấy cái thúng rỗng thành những cái thúng đầy những ổ bánh mì khiến cho nhiều người ăn no. Sau này các sách Phúc Âm cũng kể chuyện Giê-xu làm phép lạ tương tự như vậy. Kinh Cô-ran ca ngợi Elisha là một trong những người tốt nhất thế gian và là tông đồ của Chúa. Cô-ran 6:286-38:248. Jonah. Thiên Chúa dự tính hủy diệt thành phố Nineveh. Vì thành phố này có nhiều kẻ không tin Chúa, Thiên Chúa sai Jonah tới thành phố này để khuyên họ trở lại với Chúa thì Chúa sẽ tha tội và không hủy diệt nữa. Chúa ra thời hạn 40 ngày để Jonah thi hành. Thay vì đi Nineveh, Jonah đã bất tuân lệnh. Thiên Chúa dùng thuyền tới thành phố Tarsis để trừng phạt Jonah. Chúa đã tạo nên một cơn bão lớn. Các thủy thủ trên thuyền biết đây là một hình phạt Chúa dành riêng cho Jonah nên họ đã ném Jonah xuống biển. Một con cá lớn đớp Jonah vào bụng. Jonah biết Chúa đã phạt mình về tội không vâng lời nên ông đã ăn năn hối cải và cầu nguyện Chúa suốt 3 ngày
ở trong bụng cá. Cuối cùng Chúa tha tội cho Jonas và hóa phép cho con cá lớn nhả ông ra trên bãi biển. Câu chuyện này được cả ba đạo Do Thái, Kitô và Hồi giáo công nhận là chân lý. Kinh Koran ca ngợi Jonas là tông đồ của Chúa. Koran 6:286-21:287. Solomon. Solomon là con thứ của vua David. Y giết anh là Adonijah để đoạt ngôi vua. Bản chất của Solomon là con dâm dật hơn David, nên khi lên làm vua, y đã xây cất cung viện rất lớn để chứa trên 3.000 cung nữ. Tuy vậy, lịch sử và đạo Do Thái vẫn coi Solomon như một minh quân. Solomon xây một ngôi đền thờ Chúa được dân Do Thái gọi là đền thánh, và được truyền tụng là một kỳ công kiến trúc. Thực sự ngôi đền rất nhỏ nếu so sánh với đền Angkor Wat ở xứ Campuchia, được xây vào thế kỷ thứ 8, thì đền Angkor lớn hơn đền của Solomon rất nhiều, 75m x 176m. Solomon nổi tiếng là người khôn ngoan và tác giả cuốn sách Châm Ngôn trong bộ kinh Thánh Cựu Ước. Kinh Koran ca ngợi Solomon là tôi tớ xuất sắc của Thiên Chúa và luôn quay về với Chúa. Solomon Isaac xuất hiện trong thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Ông được coi là người đầu tiên trong đạo Do Thái đưa ra thuyết tận thế và tiên đoán có một vị cứu thế ra đời. Tuy nhiên, ông đã định nghĩa Chúa cứu thế là người giải thoát tất cả mọi người bị áp bức. Như vậy, Chúa cứu thế nào không giải thoát được những kẻ bị áp bức trên thế gian thì đó chính là Chúa cứu thế giả tạo. Đạo Hồi hoàn toàn phủ nhận tư cách Chúa cứu thế của Giê-xu, nhưng họ không quy trách nhiệm Giê-xu mà quy trách nhiệm trách các tín đồ Kitô là những kẻ lầm lạc đã tin những điều bậy bạ như vậy. Ba vị của Kitô giáo được Hồi giáo coi là thiên sứ. Ba nhân vật trong Phúc Âm Kitô giáo được Muhammad đề cao trong Kinh Koran là Giê-xu, Gioan Bautista và thân phụ Gioan là Zakaria. Giê-xu được Muhammad ca ngợi trong 114 câu thơ rải rác trong 15 chương sách của Kinh Koran. Điều đó chứng tỏ Giê-xu là có một chỗ đứng khá quan trọng trong đạo Hồi. Người Hồi giáo tôn kính gọi Muhammad là thiên sứ, và họ cũng gọi Giê-xu là thiên sứ theo ngôn ngữ Ả Rập là Nabi Isa. Mặc dầu tôn kính Giê-xu và coi trọng sách Phúc Âm, đạo Hồi đã có những quan điểm rất khác biệt về Giê-xu và Phúc Âm do so với quan điểm của các tín đồ Kitô giáo. Kinh Koran rất tôn trọng Gioan Bautista và song thân là ông Zakaria và bà Elizabeth. Công giáo Việt Nam gọi là bà Thánh Aisave. Zakaria là cậu của bà Maria khi bà Aisave có mang Gioan được 6 tháng thì bà Maria mới bắt đầu mang thai Giê-xu. Khi bà Maria đến nhà thăm vợ chồng cậu Zakaria thì bà Aisave đã chúc tụng bà Maria như sau: hỡi bà Maria, Chúa đã chọn bà và thanh tẩy bà. Chúa đã chọn bà cao hơn hết thảy các người phụ nữ trên thế gian. Lời chúc tụng của bà Aisave, mẹ của Gioan Bautista, đối với bà Maria, mẹ của Giê-xu. Như nói trên là ý chính của kinh Kính Mừng. Trong đạo Công giáo, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Đạo Hồi cấm thờ ảnh tượng, nhưng họ vẽ tranh treo tường hoặc dệt thảm những bức họa viễn cảnh Abraham hy sinh con trai Ishmael chứ không phải là Isaac để tế lễ Thiên Chúa, và họ cũng thường vẽ tranh bà Maria để hài nhi Giê-xu. Trong đền thờ Kaaba ở Mecca là thánh địa thiêng liêng nhất của thế giới Hồi giáo, hiện vẫn còn một bức tranh vẽ bà Maria bế hài nhi Giê-xu. Bức tranh này đã được người Kitô giáo vẽ vào thế kỷ thứ 6
tháng Giêng năm 630, Muhammad mang 10.000 quân đến chiếm Mecca. Ông đã ra lệnh phá hủy tất cả các tượng thần và các tranh vẽ trên tường của đền thờ Kaaba. Tuy nhiên, Muhammad đã tỏ lòng tôn kính đặc biệt với bà Maria và thiên sứ Giêsu, nên ông đã cởi áo choàng của mình phủ lên bức tranh duy nhất của Kitô giáo tại đền Kaaba và ra lệnh không ai được phá hủy bức tranh này. Nhờ đó, bức tranh vẫn tồn tại đến ngày nay. Các tiên tri Ả Rập, Kinh Quran chỉ kể tên vài vị tiên tri của Ả Rập như Hud, Salik, nhưng không kể các tiểu sử của họ, nên chúng ta không có tài liệu để bàn tới. Như vậy chỉ còn một vị tiên tri duy nhất là Muhammad mà thôi. Nhưng nói về Muhammad thì có tới biết bao nhiêu sách nói cho hết. Sau khi đọc nhiều sách về tiểu sử của Muhammad, tôi đã cố gắng tóm lược trong hai bài. Một, Muhammad tại Mecca 570 đến 622. Muhammad tại Medina 622 đến 632. Trong số 25 vị thiên sứ, gồm có 18 vị thuộc đạo Do Thái, 3 vị thuộc đạo Kitô và 4 vị Ả Rập. Chỉ có 6 vị được đạo Hồi coi là những vị thiên sứ quan trọng nhất, đó là tên phiên âm, tên Anh ngữ theo tiếng Arabic. 1. Thiên sứ Muhammad, Nabi Muhammad. Thiên sứ Giêsu chết, Nabi Isa. 3. Thiên sứ Môi-se, Nabi Musa. 4. Tổ phụ Abraham, Nabi Ibrahim. 5. Thiên sứ Noah, Nabi Nu. 6. Thiên sứ Adam, ông Adok, Nabi Adam. Đối với đạo Hồi, chỉ có Môi-se và Giê-xu là người Do Thái, còn các vị khác như Adam, Noah và Abraham không thuộc chủng tộc nào cả. Điều đặc biệt cần nhấn mạnh, đạo Hồi không coi Môi-se là người lập đạo Do Thái hay Giê-xu là người lập đạo Kitô. Đạo Hồi có tất cả các vị thiên sứ là những tín đồ của đạo Hồi. Tín điều 5, mọi người chết sẽ sống lại trong ngày tận thế. Tất cả kẻ sống và kẻ chết đều được Chúa xét xử trong ngày phán xét cuối cùng. Tín điều 5 là một tín điều tổng hợp liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp, nhưng lại là những điều mà cả ba đạo độc thần chấp nhận hoàn toàn, đó là: 1. Tin rằng con người có hai phần hồn, xác. Hồn là phần linh thiêng vĩnh cửu, xác khi chết bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng đến ngày tận thế, xác của mọi người đều sống lại, nhập với hồn và sẽ tồn tại vĩnh cửu. 2. Tin có ngày tận thế. 3. Khi chết, mọi người đều được Chúa xét xử tạm thời. Đến ngày tận thế, tất cả mọi người sống và chết đều được xét xử chung trong ngày phán xét cuối cùng. 4. Tin có thiên đàng và hỏa ngục. Riêng đạo Hồi tin hỏa ngục không có tính vĩnh cửu mà chỉ là hình phạt tạm thời. Chúa là đấng nhân lành nên mọi tội đều được Chúa tha thứ. Kitô giáo trái lại tin rằng hỏa ngục là hình phạt đời đời. Đạo Do Thái là đạo Kitô nói rất ít về thiên đàng, trái lại đạo Hồi mô tả thiên đàng với nhiều chi tiết hấp dẫn. Thiên đàng có những con sông nước mát và trong vắt, có những con sông đầy sữa hoặc đầy rượu nho, có những con sông đầy mật, những khu vườn đầy trái cây, và đặc biệt có những cô trinh nữ tuyệt đẹp trần chưa bao giờ có ai đụng tới. Những trinh nữ mắt đen cư ngụ trong những căn lều dựa trên những chiếc gối màu xanh và những chiếc thảm đẹp. Đó là những thứ Chúa ban cho anh, há anh lại từ chối sao? Ngày tận thế là ngày trái đất này bị hủy diệt hoàn toàn. Kinh Quran mô tả toàn mặt đất và núi non đều bị nâng lên và đập xuống vỡ vụn, bầu trời nứt ra từng mảnh. Ngày tận thế cũng là ngày mọi kẻ sống chết lại, ngày họp mặt của toàn thể nhân loại, ngày mở đầu cuộc sống vĩnh cửu, và cũng là ngày tính sổ của Thiên Chúa. Kẻ lành được lên thiên đàng, kẻ ác được đày xuống hỏa ngục. Đối với niềm tin Hồi giáo thì những kẻ không tin vào tính duy nhất của Thiên Chúa như thờ Thiên Chúa Ba Ngôi,
hoặc thờ ảnh tượng đều phải sa hỏa ngục. Cũng xin nói thêm ở đây là Hồi giáo và Do Thái giáo chỉ tin có hai nơi trong đời sau là thiên đàng và hỏa ngục. Riêng Công giáo La Mã tin có một nơi thứ ba là luyện ngục. Đó là một thứ ngục tối để giam giữ linh hồn, có tính cách tạm thời mà thôi. Tín điều 6, mọi sự do Thiên Chúa tiền định, nhưng con người có ý chí tự do. Cả ba tôn giáo độc thần Do Thái, Kitô và Hồi giáo đều xác nhận mọi sự trên đời đều có Thiên Chúa tiền định. Như người ta thường nói, sợi tóc trên đầu rụng xuống cũng do ý Chúa định từ trước vô cùng. Nếu đã tin vào thuyết tiền định thì người ta có thể nói rằng mọi hành vi tốt hay xấu của mỗi con người do Chúa định. Vậy không một ai phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình cả. Nói cách khác, con người không có quyền tự do lựa chọn một số phận của con người tốt hay xấu, sướng hay khổ, đều đã do Thiên Chúa ấn định từ trước vô cùng. Sự tiền định của Thiên Chúa và ý chí tự do của con người là hai ý niệm tương phản nhau. Nếu đã tin vào thuyết tiền định thì không thể tin rằng con người có ý chí tự do. Ngược lại, nếu đã tin con người có quyền tự do chọn lựa thì không có tiền định. Tuy vậy, ba tôn giáo độc thần đều chấp nhận cả hai. Hồi giáo lập luận Thiên Chúa dựng nên ta là Ngài đã ấn định số phận của ta. Nhưng mọi người đều có quyền tự do chọn lựa, hoặc tin hoặc không tin chân lý từ Thiên Chúa. Ai muốn thì hãy tin, ai không muốn thì đừng tin. Sau khi đã tìm hiểu 6 tín điều trụ cột của Đạo Hồi, chúng ta nhận thấy chỉ có sự khác biệt về chi tiết so với các tín điều của Đạo Do Thái và Đạo Kitô. Xét theo đại thể, các tín điều của ba đạo độc thần đều thống nhất. Muhammad đã xác nhận Đạo Hồi không mang lại một điều gì mới, mà xác nhận là những điều Thiên Chúa đã mặc khải trong Kinh Thánh Cựu Ước của Đạo Do Thái và trong sách Phúc Âm của Đạo Kitô. Kinh Quran chỉ là một sự nhắc lại. Muhammad cũng tự coi mình là một kẻ nhắc lại. Kẻ nhắc lại đó đến với anh từ Thiên Chúa để cảnh báo anh. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin mời các bạn xem clip sau. Vì bản xin thông báo các bạn là bản ghi âm và chỉnh sửa video của Camtasia đã bị chấm dứt hợp đồng. Bây giờ mình làm phần mới thì không biết nó có ổn hay không. Các bạn nhớ đăng ký kênh và like, share để ủng hộ mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.